Hà Anh để bệnh viện 5 sao 20 triệu một đêm nhìn quá đã, nhìn sang chi phí 4 lần sinh nợ của vợ Lý Hải mà choáng. Hà Anh chọn một bệnh viện quốc tế 5 sao để chào đón cô công chúa đầu lòng. Được biết căn phòng này có giá hơn 1.000 đô, hơn 20 triệu cho một đêm nghỉ, với đội ngũ y tá bác sĩ túc trực 24/24. Nhìn qua có thể thấy trang thiết bị rất hiện đại, không gian riêng tư thoải mái. Đúng là đi đẻ có điều kiện nhìn thôi đã đủ mê rồi. Mới đây, bà xã của ca sĩ Tiến Dũng cũng đã chia sẻ về chuyện sinh nở của mình. Theo đó, hot girl Trang Linh sinh mổ tại một bệnh viện 5 sao nổi tiếng Bình Dương, nơi cũng từng được rất nhiều sau việc lựa chọn, giá cả một ca sinh mổ là 27 triệu đồng. Ngoài ra, người đẹp cũng được Tiến Dũng đặt cho nằm tại phòng hạng sang để hồi sức sau sinh với giá 2 triệu 9 đồng một ngày. 4 lần sinh nở Minh Hà đều đến một bệnh viện phụ sản khá nổi tiếng ở Bình Dương. Được biết, bà xã Lý Hải được phục vụ đẻ với tiêu chuẩn 5 sao, hoàn toàn thoải mái để sinh con một cách thuận lợi nhất. Gói dịch vụ sinh nở tại bệnh viện này có giá khoảng 30 triệu một lần, tính ra 4 lần đi đẻ của Minh Hà cũng tốn kha khá. Bệnh viện Minh Hà đẻ cũng là nơi mà Đoan Trang chọn mặt gửi vàng. Và Thủy Tiên cũng tin cậy lựa chọn bệnh viện này với mức giá khoảng 30 triệu đồng và dịch vụ đẳng cấp. Công Vinh hoàn toàn yên tâm để bà xã vượt cạn ở đây. Xem ra bệnh viện này rất được sau việc ưa chuộng, trong đó có cả Phạm Quỳnh Anh. Khánh Thi cũng chọn bệnh viện uy tín ở Sài Gòn để sinh con, mức giá cũng mỗi tầm khoảng 30 triệu đồng. Hà Hồ sinh con ở một bệnh viện quốc tế, cô đẻ mổ nên chi phí lên đến hơn 63 triệu đồng, chi phí khá cao so với các người đẹp khác. Hồng Quế chọn một bệnh viện nhà nước, nếu sử dụng gói sinh dịch vụ thì cô sẽ phải trả khoản chi phí trên dưới 20 triệu đồng.